Một đêm nữa lại trôi qua, tôi thức dậy. Không đói lắm, tôi chạy qua bàn pha bi xem đủ để chế tạo cái nồi nấu chưa. Còn hiếu xi măng tinh, tôi sang bàn chế tạo để lấy. Cũng xài gần hết rồi. Lấy một phần đem sang máy và chế tạo cái lò nấu. Trong lúc chờ đợi, tôi dò tìm ở công thức, tìm được một cái bản đồ lớn, thấy một cái như là radio. Tôi nghĩ là chắc sẽ có thể dùng để liên lạc với ông kia. Tôi học nó. Lướt tiếp thì thấy có một cái nón gắn đèn, một cái két sắt lớn và có một cái bàn hóa học. Chắc là có thể dùng để thay thế cối đá. Xem nguyên liệu để chế tạo nó, tôi lại đến cối đá để xem lấy được gì không. Bỏ bột đá vào máy pha bi, còn thiếu mạch điện và polymer nữa. Tôi sang dàn tủ để tìm kiếm lấy silica đã cất giữ trước đó và đem bỏ vào máy. Để thêm sắt bỏ vào để chế thêm nhiều nữa. Ra ngoài thấy đô e nằm trên bục đá và một số tủ gỗ mới. Chắc lại là thanh niên kia đi đập đá bỏ đó rồi đi chơi tiếp. Vậy thì làm sao tôi có thể la anh ta được? Nhưng vấn đề liên lạc thì cũng hạn chế quá. Chắc cũng phải suy nghĩ về vấn đề này chứ hiện tại muốn gọi anh ta là không thể. Tôi cưỡi lăn đô e đem trở vào trong để lấy đá. Đem đá bỏ vào cối đá để nghiền thêm bột đá. Tôi đem đá đen ở Obsidian bỏ vào máy để chế tạo một phần polymer. Lấy lò nấu đem đặt ra thì không có điểm để đặt. Chắc cũng cần gắn vào ống nước. Lắp ống xong rồi chọn chỗ thuận tiện để đặt ra. Bột nước cũng hứng được đầy nước mưa. Nước cũng đã được bơm vào lò nấu. Không có nút nào để bật lò lên, tôi ra lò nung để lấy một bình xăng đem qua lò nấu để bật lửa lên. Không biết làm gì với nó, tôi chạy ra tìm kiếm Harry và cưỡi đi thu thập một số lượng lớn trái cây. Vác một phần trọng lượng trái cây trở về, đem bỏ hết vào lò và không biết để làm gì, thật vô tri. Tôi chế tạo lại một cái nồi nhỏ, viết lại công thức bánh hamburger mới, thiết kế màu sắc cho bánh, vỏ bánh mì màu vàng, lõi pate, thịt và rau xanh và thêm một lớp thịt nữa. Đặt tên cho bánh, chúc ngon miệng và ghi ngày tháng năm, đem công thức bỏ vào lò nấu. Lấy thịt từ tủ lạnh bỏ vào, lò công suất cao có khác, bánh được chế tạo liên tục, nhưng lò không nấu được trái cây, tôi bỏ thử bột đá vào thì ôi thôi, lại nấu ra được một đống màu sắc. Tôi khát nước, là một cái vòi nước lắp ra ống thì lại chẳng thấy giọt nước nào, tôi mới nhớ đến sức chứa của bồn có hạn, tôi nhảy ra chạy ra bờ biển để uống nước. Chạy về hướng thuyền, thấy cái đuôi thuyền chưa thỏa mãn, tôi chế thêm vách sắt, khung cửa sắt, đem ra đặt khung cửa sắt ra, nối lan can lại, leo lên nóc lắp cái vách chặn gió đuôi thuyền lại, làm tương tự với bên kia. Sau đó chạy trở về nhà kho, mở máy pha bi lên chế một số lượng polymer nữa cho đủ để chế tạo cái bàn hóa học kia. Đợi để chế tạo cái bàn hóa học, đem bàn đặt ra, bàn này nó có thể chế tạo được hết những món mà tôi phải chế trong cối đá. Tôi qua lò nấu, bỏ nhầm hút súng vào trong lò, sự nổ tôi tìm lấy lại thì lại tạo ra được một số màu sắc khác. Bỏ qua bên, tôi đem đua e vào sát bàn hóa học và bỏ đá và flin vào, phải bỏ xăng vào mới bật được máy lên, cho chế tạo đá lửa. Xong xuôi, tôi chạy bộ ra ngoài huyền máy. Nhảy thẳng vào trong, lấy hết đồ của tôi trong đấy. Harry vẫn còn đi theo tôi nên chạy đến. Tôi bảo nó ngừng lại, đuôi thuyền ra một chút. Quay đầu, đánh đuôi hướng vào đất liền. Sau đó lui lại sát vào. Thấy gấp to cứ bị vướng ở dốc lên xuống. Tôi kiểm tra thử thì cũng bị vướng lại. Tôi tháo dỡ luôn. Chạy ra chế một cái dốc để thay thế cái vách nghiêng đó. Đem ra lắp thì cũng đã mượt trở lại. Tôi cưỡi bò cạp để dẫn bài gấp to ra ngoài. Leo lên cưỡi bò chúa đi vào thử thì bị vướng. Tôi lên phá bỏ cái chỗ bị vướng đi. Cửa bầu chúa vào thì đã lọt thỏm vào trong. Tôi leo lên lắp nâng cao chỗ đấy lên khỏi đầu bầu chúa và lắp sàn dài ra. Lắp đỡ vách tường thành khung cửa và khung cửa sổ cho thoáng. Lên bầu chúa gầm phát để lấy lại tinh thần. Chạy vào trong nhà mở bàn hóa học để lấy hút súng đã chế trước đó. Đem nhét vào bàn chế tạo đẹp chế thêm mớ đạn mới. Lên lò để lấy sắt đem xuống bổ sung để chế thêm đạn. Bỏ bình thuốc gây mê vào để chế tạo đạn gây mê. Lên nóc nhà lấy đạn từ trong người Wetzel rồi cưỡi bay xuống thuyền. Thấy trời cũng bắt đầu chiều tối, tôi lại bay trở về nhà kho, vào trong máy pha bi chế tạo một bộ máy phát điện, đèn đớm các thứ. Chế tạo thêm một cái giường nữa. Lấy đồ điện từ máy pha bi, lấy hút ngủ từ bàn hóa học đem ra chế thêm đạn gây mê. Cất một số đồ xây dựng hừa vào tủ gỗ. Cưỡi đề bàn về đáp trên thuyền. Vào trong lắp máy phát điện ra, bỏ xăng vào và bật lên. Nối dây điện ra ngoài, lắp hộp tiếp điện. Mở cửa ra ngoài, lắp đèn ở trước mũi. Để ngay ngắn, tôi lắp thêm cầu thang đứng ra để cố định góc nhìn, canh vị trí ngay ngắn và đặt ra. Đi qua hướng còn lại cũng canh tương tự. Lắp đèn chùm bên trong cạnh máy phát điện, một cây ở phía sau nữa. Chuẩn bị đầy đủ hết, tôi bắt đầu cầm lái, lên ga đâm thẳng về hướng đảo hú dữ đi xả stress. Dọc hòn đảo, tôi tấp vào chỗ có rớp xanh, chạy xuống nhặt rớp.
trong đó có một cái bản vẽ yên xịn của Doe. Lên thuyền, dậm số lui trở ra, quay đầu chạy dọc bờ biển. Các nước, tôi đứng ở dốc xuống để uống nước và hứng đầy hai bình nước của tôi. Chạy vào thấy vách kính bị hỏng. Tôi đấm hử vì ảnh hưởng đến độ bền của nó. Tôi chạy ra bàn lấy đồ sắt để thay thế, vì vị trí này dễ bị hú tấn công làm hỏng. Đem đồ ra lắp đặt thay thế. Lên trên lắp lan can cao lên và lắp vách tam giác chắn lại. Tiếp đó tôi leo lên cửa đề bàn vào trong đảo dạo chơi. Bay vào trong thì thấy hôm nay nguy hiểm hơn bình thường rất nhiều, vì có rất nhiều bào chúa. Cầm ống nhòm soi thì thấy một con cái cấp độ 135, một con đực 145, một con cái cấp độ 44. Tiếp là một con đực nữa cấp 120, toàn cấp độ cao. Còn ở ngoài đây thì là con cái 135, bảy bộ chúa cứ đuổi theo tôi. Tôi bay trở về thuyền để chuẩn bị mạo hiểm. Lái thuyền tiến đến vị trí bảy bộ chúa kia, chạy sát vào gần bờ, đánh lái đưa đuôi thuyền vào. Thì đã có một con tự nguyện đi lên. Nó đứng hoài ở đó, không biết cấp độ bao nhiêu. Cầm ống nhòm soi thì là con cái cấp độ 135. Tôi nhớ đến con bầu chúa ở nhà tôi. Lúc nào cũng hiền dịu, ăn nói nhẹ nhàng như thế này này. Quay đầu lại, cứu về nhà bầu của tôi, tôi mới biết ra nói xin chào. Nhưng hình như tôi hơi quá đạt. Nghĩ vậy, tôi sẽ không bắt thêm một con nữ này nữa. Chạy ra leo lên đệ bàn bay ra. Đây là một cái dụ dỗ nó đi theo tôi rồi rơi xuống nước. Trời cũng dần tối sầm lại, tôi bay về thuyền. Nhảy vội ra nhưng đệ bàn không đậu xuống được. Tôi gọi nó cũng không xuống. Con bọt chú kia với hàm răng trắng buốt đang bơi tới gần. Chạy vội vào trong thuyền, cầm lái thì đệ bàn cũng chịu đáp xuống. Tôi phi thuyền đi trước cơn giận dữ của nàng bầu chúa nọ. Ra một khoảng xa, tôi dừng lại để bật đèn lên, rồi quay đầu phi vào trong hòn đảo với mục tiêu là con đực cấp 145 khi nãy. Không thấy được đại bàng ở trước, tôi ra sao cưỡi nó đi lên phía trước để dễ dàng để ý đến nó sợ bị hất lạc. Phi tiếp vào trong bờ ngang tầm bầu chúa thì nó gầm to lên rồi đi về hướng tôi. Tôi cố bẻ lái để cho nó đi hẳn vào bẫy, nhưng không, nó đã nhanh hơn tôi và đi cập vào bên hông thuyền, lao đến trước để cắn vào đại bàng của tôi và cũng cắn bể nát bằng chế tạo của tôi. Tôi lôi thuyền ngay lập tức và hú vào con đại bàng trở về. Trên người đại bàng cũng đã có chi chít vết thương. Vì thuyền chạy nhanh nên đại bàng đã bị lọt vào trong buồng lái. Tôi leo lên để đáp xuống thì nghe tiếng gầm của con bầu chúa. Nhảy xuống thì đại bàng lại bay lên. Tôi lôi thuyền ra thì đại bàng lọt ra ngoài. Phía trước là hai con bầu chúa cấp độ cao đang chèn ép. Vì tốc độ lui của thuyền không nhanh nên đại bàng bị tấn công liên tục. Lui ra đủ xa bờ, tôi chỉ định chỗ khác cho đại bàng bay đi và đánh lái thuyền lại. Thấy bầu chúa lại đến gần, tôi gọi đại bàng đi tiếp nhưng lại bị vướng, chỉ định vào trong vách kính làm đại bàng đi lạc. Tôi ra phía sau tìm vị trí đại bàng thì thấy con bầu chúa xanh lè đang kẹt ở đuôi thuyền. Tôi vòng thuyền trở vô để tìm đại bàng. Thấy bóng dáng của nó đang ở trên cao, tôi cũng hở phào nhẹ nhõm. Chạy ra ngoài thấy tối, thử tắt đèn mở lại thì vẫn không khác gì. Cầm ống nhòm soi thì là con đực cấp độ 120 màu xanh đục chuối. Ra trước cầm ống nhòm soi vào bờ mới thấy được con đực 145 cần bắt. Gọi đại bàng kia về thì hương tích đã đầy mình. Đậu trên nóc thuyền, tôi lắp đạn gây mê đứng bắn vào màu xanh kia. Bắn nó phát nó gầm không nổi. Tôi ghét không nuôi được nó nữa, cầm nó leo lên trên đứng bắn vào đầu nó. Hình như nó bị kẹt. Tôi lại lắp đạn ngủ bắn nó. Rồi đột nhiên nó đi tới cắn được vào vết kính. Tôi thấy không ổn, tôi vào trong thuyền lái thuyền chạy đi. Nó cũng rơi mất xuống nước. Nghe tiếng hải âu đậu trên thuyền, tôi cũng đang cầm súng bắn phát. Ai biểu nó đáp xuống đây chi? Tôi phải cầm thêm cây đuốc nữa cho sáng. Trời cũng tối rồi, tôi cầm đuốc chạy ra ngoài chỗ con hải âu ngắm nghía một chút, rồi trở vô, đóng cửa, chọn chỗ để đặt giường ra ngoài định đi ngủ. Ra ngoài nhìn cái nữa, nhìn bên trái thấy một cái mặt thật to. Tôi lập tức chạy nhanh vô trong và một tiếng gầm thét từ đằng sau lưng vọng vào. Chạy ra phía trước leo lên thì thấy vẫn là con bầu chúa đấy cứ đứng lay hoay sau lưng thuyền. Chạy thuyền đi thì nó vẫn đứng đấy cạp sát liên tục. Tôi leo lên đệ bàn bay ra để đánh nó. Dụ nó lên lại thuyền nhưng nó không chịu. Tôi chậm rãi dụ nó đi tới nhưng nó nhất quyết không lên. Tôi đi gần nó đánh hạ nó luôn, không có vô phục gì nữa. Tôi cứ đứng chọn góc ít nguy hiểm nhất và cứ đứng đạp nó. Chịu quá nhiều vết thương, nó quay đầu bỏ chạy.
nhưng chạy làm sao được, tôi cứ bám theo và đánh hạ nó cho bằng được. Khi cắn sát thì đại bàng cũng được hồi máu. Trời thì cũng đã quá khuya rồi, trong đêm tối thực sự khó khăn. Tôi lên giường và kết thúc ngày luôn tại lúc đấy, để ngày mai sáng sớm tôi sẽ quay lại tìm vàng 145 kia về làm bạn với nàng thơ và chúa nhà tôi. Vì vậy tôi nằm xuống cố gắng đi ngủ.